Dạ, Tài xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Hiện tại thì giờ này trưa rồi cả nhà, gần 12 giờ trưa rồi. Tài cập nhật những thông tin mới chia sẻ đến quý cô chú anh chị và các bạn. Hồi nãy thì em có chia sẻ rất là nhiều video rồi. Có nhiều cô chú anh chị comment cho em á là có rất là nhiều cô chú anh chị không có thể tiếp cận được cái trang mạng xã hội, trang mạng Facebook hoặc là những trang mạng khác mà những nghệ sĩ, những anh em, những anh chị trong team vì yêu thương mà đến, có thể chia sẻ trên đó mà cô chú anh chị mình không biết được, hoặc là những cái comment mà khán giả comment vào trong đây mà cô chú anh chị không biết được, thì qua được cái kênh YouTube của Tài thì Tài có thể chia sẻ lên cho cô chú anh chị mình biết được vài thông tin mà Tài nắm bắt được. Mong là cô chú anh chị mình yêu thương Tài, đăng ký kênh, like, chia sẻ, ủng hộ ha. Và bây giờ xin mời cô chú anh chị và các bạn mình theo dõi những dòng tin nhắn, những tâm sự, những trạng thái, những cái động thái mới của nghệ sĩ Lê Tính chia sẻ như thế này nè cả nhà. Sẵn có chuyện ekip quay phim, quay luôn cái vụ lấy bậy mà bị đuổi ra khỏi nhà, sợ xấu hổ nên bỏ Sài Gòn trôi dạt về tỉnh, rồi duyên trời định rước vào họa sát thân. Nghiệp chồng nghiệp tiền vận không tốt mà hậu vận còn thê thảm hơn. Nói về quá khứ, từ trên xuống dưới, từ già tới trẻ, chẳng có ai là chính chuyên trong sạch. Bây giờ người ta hơn nhau mình nhiều lắm, nhà cao cửa rộng, công việc ổn định, gia đình hạnh phúc, cháu nội cháu ngoại đầy đủ. Người ta không có nhà ở thuê, người ta không ở nhà thuê, không cần livestream bán hàng, không bị cộng đồng mạng sỉ vả, không ngơ ngơ ngáo ngáo, nói năng mất kiểm soát, rồi tự kiểm điểm lại coi hiện nay mình như thế nào, có trong sạch hơn ai chưa, hay là nguyên cái ổ tệ nạn thứ gì cũng có. Quá khứ người ta có thể nào, nhưng hiện tại người ta không làm nhơ nhút hai chữ nghệ sĩ, không có lỗi với khán giả, không có tội với tổ nghề. Sự thật mãi là sự thật, vậy sao không đem cái sự thật đó phơi bày ra ánh sáng, mắc mớ gì chui rút trong ổ dòm ngó chuyện thiên hạ cho rồi tức, rồi ganh tị, rồi nổi điên, ăn không ngon, ngủ không yên, tức thì làm gì nhau, rình mò nói xấu, đặt điều bịa chuyện, chứ làm gì được, mằng gì mằng, mình cũng thua trắng tay rồi, nên giải tán cô hồn dã quỷ cho chúng đi đâu đầu thai. Càng nói càng làm càng thất bại và càng nhục nhiều hơn nữa. Đừng quên, người chết chưa phải là hết. Ở phía dưới đây có rất là nhiều cái bình luận hay cả nhà. Thứ nhất là nhìn mặt nghệ sĩ lớn mà như là nghệ sĩ nhấn nè, này đã thấy chữ hèn to chà bá trên mặt rồi, càng nhìn càng thấy ổng xúc phạm người nhìn, đúng là tâm sinh tướng, thật là khó coi. Đó. Cộng đồng mạng mình làm cho thẳng tay đi chứ, bọn ăn xác chết này quá tàn nhẫn, sẽ làm ảnh hưởng đến đạo đức xã hội, sẽ tạo điều kiện cho những người có ý đồ giống họ có cơ hội phát triển nhiều, ảnh hưởng lớn đến xã hội này. Kaka, vậy em mới nói không ai không có quá khứ, nhưng cái kết viên mãn là giờ người ta ở trời Tây giàu có, còn mình thì ở mình thì vô ngục, nghệ sĩ lớn ở nhà thuê 15 triệu không có phải đi vay vay lãi vay lãi hả? 15 triệu không có phải đi vay lãi, nhục cả nục, nhục như cả nục tại vì không có dấu hả cả nhà, nên em có đọc nhiều khi nó bị lẹo lưỡi lộn lưỡi đâu đó, mong cô chú anh chị mình thông cảm ha. Rồi sau những chuyện động địa mê cô tết cọt xèo, con còn từ nhà và còn lú len hú điên, ai ai tin ông, nhà cửa báo cậu bán trả nợ, ăn trên xác chết không sao kê. Đó, điều quan trọng nhất là kêu ve sao kê tiền cúng điếu và tranh đoạt tài sản của con gái người ta mà nó không chịu đánh trống trống lảng hoài. Đó, một người tài ba như chú, chẳng lẽ đám tang thua lại một người khác sao? Khọt xèo cô Tết đã xem rồi ạ. À.
và những tin nhắn tiêu cực thì em không có mở lên hay cả nhà. Họ nói về những tin nhắn tiêu cực á, nói về bác Linh Tâm ha, nên em không tiện mở ra, mong cô chú anh chị mình thông cảm ha. Tôi về biết là BB là cái gì ta, tôi về biết vì nên mọi người không dùng đến ông Bảy, nên tụi nó để cho ông lên nói thay tụi nó. Bất bình hả? Tụi ve biết vì bất bình hả? BB là gì em không biết, nên nhiều cái tin nhắn có những cái nói lái quá, em không biết kia nha. Đó. Anh Lê Tính nói nó tiểu nhân cho đúng chỗ anh đi, anh cứu thế giới người sống sạch sẽ tí nha, mong anh chịu khó tí nha anh. Trả lời nó bị ngáo rồi em ơi, não nó có vấn đề, nói ngu ngục như vậy cũng nói bó tay. Anh nói chuẩn quá, tội nghiệp lão bảy báo, ăn bẩn ăn dơ nhiều thành, ăn dơ quá nhiều thành quẩn nè. Đó. Thôi dừng lại đi mọi người ơi, chờ tòa xử, có nhiều tin nhắn hàng cả nhà. Rồi rồi tới công chuyện ha nè, hóng phim cô Tết coi chơi, ở nước ngoài người ta nói không có sao, chứ bây giờ nói sang đêm chuyện người ta lên nói thì chuyện đó chứ bậy. Chú Bảy ơi, chuyện đó là bậy đó chú Bảy ơi hả? Dạ. Họ miệng là nói nghệ sĩ lớn, lớn đâu không thấy, tôi thấy nghệ sĩ dơ thì có nó. Có rất là nhiều tin nhắn nha cả nhà. Có rất là nhiều tin nhắn anh chị mình gửi comment trong cái trạng thái của nghệ sĩ Lê Tính nè. Nghệ sĩ Lê Tính phải nói là nói câu nào là chắc câu đó ha cả nhà. Thôi thì có lẽ là em xin phép tạm dừng cái video này ở đây ha. Hẹn với cô chú anh chị và các bạn mình ở video tiếp theo. Yêu thương em thì cho em xin một like, một đăng ký kênh và một lượt chia sẻ nha cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã quan tâm theo dõi cũng như là ủng hộ em. Em có thông tin gì mới em sẽ cập nhật liên tục cho quý cô chú anh chị và các bạn mình biết ha. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều ạ.